Từ khi thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Long Đài đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong thôn đi lại học tập rèn luyện. Việc thành lập trường là một chủ trương đúng đắn, được người dân thôn Long Đài đồng tình, ủng hộ, không những về mặt tinh thần mà cả về vật chất. Các tổ chức đoàn thể nhân dân trong thôn đã hỗ trợ để xây dựng trường học bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến tặng, trồng cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên của nhà trường. Đồng thời thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đưa vào phần giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống anh hùng cách mạng cho học sinh. Chi hội cựu chiến binh thôn Long Đài phụ kết hợp với nhà trường giáo dục thế hệ trẻ. Đây là một chương trình toàn khóa mà hội và nhà trường đã xây dựng. Việc làm này chúng tôi đã cùng nhà trường là kết hợp xây dựng một mô hình, đó là xanh sạch đẹp và trồng cây khuôn viên, cùng kết hợp để tham gia giáo dục thế hệ trẻ qua những cái thời kỳ là nội dung truyền thống để cho học sinh hiểu về lịch sử. Cùng với đó, nhiều người dân và cựu chiến binh trong thôn đã hỗ trợ thư viện nhà trường hàng trăm đầu sách truyền, giúp giáo viên học sinh tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao kiến thức. Hàng năm, chi hội cựu chiến binh thôn Long Đài phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho các em đến thăm các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, nhằm giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các em. Em rất tự hào khi được học dưới ngôi trường này, bởi vì ngoài tình yêu thương và sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, thì chúng em còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các tổ chức ở địa phương, mà đặc biệt là các bạn trong cựu hội chiến binh của thôn. Các bạn thường hỗ trợ cho trường một số cây, cũng như trồng thêm một số cây bóng mát ở trong sân trường. Vào các ngày lễ như là ngày 22 tháng 12, thì các bạn còn trò chuyện với chúng em về truyền thống lịch sử anh hùng dân tộc của các thế hệ cha anh. Từ đó tạo nguồn động lực cho chúng em có niềm phấn đấu để học tập, rèn luyện và góp phần xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn. Nhà trường luôn được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tin yêu, gắn bó và có sự phối kết hợp trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường thực sự đoàn kết, chung sức chung lòng trong công tác giáo dục học sinh. Đây chính là động lực, là niềm tin để chúng tôi thực hiện thành công cái nhiệm vụ năm học 2023-2024. Với sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh, sự ủng hộ, tin tưởng của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn, tin rằng trường tiểu học và trung học cơ sở Long Đài sẽ vượt qua khó khăn, vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.